ta ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Ve Ramani Sikha Padang Sama Diyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Ve Ramani Sikha Padang Sama Diyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Vani Sikha Pan Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinna Dana Viramani Sikha Padan Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kame Sumicha Chara Viramani Sikha Padan Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ tà dâm. Musa Wada Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ nói dối. Sura Meraya Matcha Pamadathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thugang katawa apmamadena nicha kalang samma rakitam bang. Vì thiện tin nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. Ama Pante Dạ Xin Vâng Sì Lê Na Sù Khá Tân Dân Tí Sì Lê Na Phô Khá Sa Mà Đa Sì Lê Na Nị Phô Tân Dân Tí Tà Sì Mà Sì Lê Na Vì Sô Khá Dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin kính dân đại đức Minh Hằng đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngẩm nơi tâm. Nam mô Phuthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới Avatthana, xin được nhường lại mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. À, kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Huỳnh Quách Thana. Dạ cảm ơn Huynh Vát Thana Xích Đàn Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh, dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Quỳnh kính chào Tâm Hạnh, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Kim Nhung, mến chào Cẩm Vân, kính chào Nghĩ Lại, mến chào Trang Thư, mến chào Tâm Phương, kính chào Học Online, kính chào Phụ Sinh, mến chào Châu Danh, mến chào Thi Lâm, kính chào Hiển Mộng, kính chào cô Ái Minh, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào Hoa Sen, mến chào Sích Gơ Bét, mến chào Sích Thanh Thủy, kính chào Giác Ngộ, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Vinh Quát Thanh Á. Một lần nữa, con kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thay. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân, thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm nguyên, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm hạ bảo, sám hối và thọ trì vi giới. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, Nhật Bình thấy cô Tề Duyên có nghe được âm thanh. Nhật Bình không cô, tôi nữ Tề Duyên. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cô Tề Duyên có nghe được không? Dạ, bây giờ mong sao cô Tề Duyên cầm mít thỉnh Pháp Sư được ổn định, không có bị như ngày hôm qua nữa ha. Dạ, kính mời cô ạ. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, Nhật Bình kính mời cô thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Phật tính giảng bảy chi thiền. Dạ, có Sích Cơ Bét trong này là mừng lắm rồi đó. Dạ, nhờ mời cô nha. Dạ, sa thú lần thay. Dạ, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ Đức Phật, giáo pháp, kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật tính, cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tôn nữ, và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ là giờ lắng nghe cung thỉnh Pháp Sư, kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng tự nhiên cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, Nhật Quỳnh và Rạng Đông đã cho biết nghe rõ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma Chaloka Thibate Sambhati Katancha Liyan Thivarang Ayachatha Santi thasa tapbara chap kaca tika Dese tu thamang anukam bimang bachang Satthamma perim vinayang cakayang Sutang Di tham ma chấm mang, a cô ta yên tu cha tu sát cha đằng đằng, a bồ tát này về ba di sa ya ma che. Ewang saham bhati brahma Bhagavantang ayachatha Tunghi phawe ang buddho
xa gia. Ya de na mi ga da yang ta to ga to ai cha wa ya yo nai ye ang ba ye si tham ma to ta to ba pu ti sam bu tho anu na tham ma de sa nang ma ni se si sa ta nang at tha sit tha kang Tê na sa thu ai yô phản tê Đê sê tu thăm mà đê sa năng Tập bà di tha bà ri Anu cam bằng bi ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong ánh quang luôn chờ trời lô mọc đang nhờ ánh sáng trải tàn bụi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài chân sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn nhà nam mô bụt tha giá con đã thay mặt đạo tràng của thỉnh pháp sư và giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính có phải vậy không xin được quên alo alo dạ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh kính mời kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay dạ kính nhân minh đến sư Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, vậy là phần hỗn hợp tập yếu hay là tập loại yếu hiệp chúng ta đã học qua được phần nhân rồi. Chúng ta đã học qua được cái phần nhân rồi. Bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về bảy chi thiền. Sắc tạc cha năng gạn ít. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Bảy chi thiền, bảy chi thiền mình phải ghi lại, mình phải ghi lại là sắc tác, sắc tác cha năng, cha là có, đúng rồi, cha là có cái dấu trường âm đó. Năng ga ni là chữ n, chữ á, rồi chữ n có dấu chấm nặng ở trên, dấu nặng ở trên. Ga ni, nếu được thì quý vị ghi lại cho nó đầy đủ. Arahang samma sambuddho bhagavatang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassa natang varamuttamahang buddhan cha dhamman cha bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giác. Sa thú làm thay Phật tử an minh. Kính thưa quý vị, bảy cái chi thiền sát tác cha năng gạn ý, hay là mình đọc tắt là cha năng gạ, cha năng gạ, ăn gạ là chi phần, cha ná là thiền, thiền. Vậy thì khi mà chúng ta được gọi là thiền á, được gọi là thiền có nghĩa là như thế nào quý vị? Ở trong cái trường hợp mà mình học về bảy chi thiền, thì nếu mà thiền á, mà được nói một cách mà vắn tắt á, là có nghĩa là mình thiêu đốt những cái nghịch pháp, cái gì mà nó có cái trạng thái mà nó thiêu đốt những cái nghịch pháp thì khi đó gọi là thiền. Đối với còn nếu mà khi mà chúng ta học trong một cái bình thường, không phải trong bảy chi thiền này đó, thì thí dụ như mình tu thiền đi, người ta hỏi mình thiền là gì, thiền có nghĩa là mình tập trung tâm trên một cái đối tượng, hoặc là một cái đề mục, đối tượng, đề mục, cảnh đó, là có nghĩa là mình tập trung tâm mình một cách liên tục ở trên những cái đề mục đó. Những cái đề mục đó là những đề mục nào quý vị? Đất, nước, lửa, gió, hoặc hơi thở, hoặc là chúng ta tu tập về thiền quán, thì chúng ta chú ý đến những cái động tác co tay, co chân, hoặc là duỗi tay đồ này kia đó. Đó thì đó là nói về cái khía cạnh thiền quán. Thì ở trong cái khía cạnh thiền nào cũng vậy, chúng ta cũng phải tập trung tâm của mình trên cái đối tượng đó. Đó, tập trung
à, tâm mình trên một cái đối tượng à, duy nhất đó. Thành ra đó, đối với thiền nó có nhiều cái ý nghĩa à, à, thiêu đốt những cái pháp à, chướng ngại à, thiêu đốt nghịch pháp à, nếu mà mình mà nói vắn tắt thiền là gì à, thiền là gì, thiền là thiêu đốt, tập trung tâm à, thiêu đốt nghịch pháp à, tập trung tâm của mình thiêu đốt nghịch pháp, có nghĩa là lúc đó nó, à, tâm của chúng ta à, tập trung lại nghịch pháp à, thiêu đốt nghịch pháp có nghĩa là gì, có nghĩa là mình không cho mình bị phóng tâm, không cho mình bị hoài nghi, không cho mình bị tham dục à, không cho à, mình bị trạo hối đó. Cái tâm của mình tập trung lại ở trên một cái đề mục à, ở trên một cái đề mục đó à, một cái đề mục nào đó mình đang tu tập. Vậy thì ở thiền quán thì sao vậy? Ở trong thiền quán thì tập trung tâm mình à, để mà mình quán sát à, mình quán sát, mình soi sáng à, các pháp hữu vi, các pháp hữu vi nó là vô thường, khổ, vô ngã à, đó. Bình thường thì chúng ta thấy rằng tâm của mình có lúc đó, thì mình thấy cái cuộc sống này nó bền vững, hoặc là cái ngôi nhà này à, những cái ngôi nhà, cái đền đài à, cung điện, hoặc là những gì mà mình thấy đó. Ví dụ như giờ quý vị thấy người ta xây cái gì mà nó chắc chắn à, xây cái gì mà nó chắc chắn đi, thì à, trong tâm mình tự nhiên lúc đó mình quên đi cái sự vô thường. Mình nghĩ à, cái chỗ này nó chắc như vậy à, hoặc là một cái nơi nào đó nó vững chắc đồ này kia, thì ở trong cái tâm của chúng ta đó, thường thường đó, là chúng ta bắt à, những cái trạng thái à, mà nó thường không à, à nó thường với nó lạc à, với nó tịnh à, đó với nó có ngã đó, thường thường, thường cái tâm cái đó là bắt những cái cảnh đó. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta đang học à, chúng ta đang học hoặc là chúng ta đang có cái sự chánh niệm à, chúng ta đang học hoặc là chúng ta đang có cái sự chánh niệm, thì á, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến à, cái sự vô thường. Chứ bình thường á, là coi như là cái tâm của chúng ta là luôn luôn à, chúng ta đưa mắt chúng ta nhìn ở đâu cũng vậy. Quý vị thấy không, ở trong đời sống của mình, trong cái đời sống bình nhật của mình, mình nhìn cái nhà, cái ghế, hoặc là mình nhìn bất cứ cái gì, mình cũng có à, thấy cái sự mà nó thường hằng hết đó. Chỉ khi nào cái tâm của mình nhớ lại à, mình học ở trong pháp à, ở trong lời của Đức Phật dạy à, bữa cái bài đó mình học đó, là các pháp hữu vi nó có cái tính chất là nó vô thường, nó cổ, vô ngã, thì đúng rồi à, mình thấy ngày xưa kia nơi đây rất là phồn thịnh, hoặc là bây giờ quý vị thấy rằng á, quý vị có khi nào mà quý vị nghĩ tất cả mọi người à, ở tất cả người ở trên thế này hiện giờ bây giờ ai cũng phải ngồi ở trong nhà hết à, ai cũng phải ngồi ở trong nhà hết, những cái sự qua lại à, qua lại những cái sự mà cũng như là trao đổi này kia bây giờ tự nhiên nó tắt hẳn. Mà quý vị bây giờ quý vị có nghĩ ngày xưa giờ mình có khi nào mình có cái tư tưởng là ở trong những cái nước phát triển à, như Mỹ, Ý, Pháp à, mà bây giờ phải chịu đựng à, cái cảnh bệnh dịch à, chết chóc. Ví dụ như những cái nước mà kém phát triển đi, thì cái chuyện đó mình nghĩ là nó xảy ra là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đối với những cái nước à, tiên tiến, nước phát triển vậy mà bây giờ cũng phải gánh chịu à, cái bệnh dịch này đó. Thành ra chúng ta chứ hồi xưa giờ mình nghĩ làm cái gì mà đụng được Mỹ à, làm cái gì mà à, đối với cái sự phát triển khoa học của những nước tiên tiến này mà làm sao mà à, bị những cái bệnh dịch này, hãy mà có cái gì là người ta xử lý à, một cách nhanh chóng liền đó. Thì quý vị thấy rằng thật ra mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy đúng là à, các pháp mà vô thường, các pháp hữu vi nó vô thường. Mình hồi trước giờ mình tưởng là những cái quốc gia nó hùng mạnh như vậy, nhưng mà bây giờ cái trận dịch bệnh này cũng chịu không nổi đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái chi thiền là coi như là nó thiêu đốt những cái nghịch pháp. Thế mà ở trong thiền định, thiền chỉ thì coi như là thiêu đốt
những cái truyền cái. Còn nếu mà ở trong thiền quán mà nó thiêu đốt nghịch pháp, có nghĩa là nó thiêu đốt cái gì? Nó làm cho chúng ta không có thấy cái sự mà thường hằng nữa, mà thay đó là vô thường. Không có thấy cái sự lạc, mà thay vào đó là khổ. Không có thấy cái sự mà có ngã trong đó, mà nó là vô ngã. Đó, thành ra cái thiền để chúng ta tu tập như vậy đó. Thành cái đó là chúng tôi trình bày cho quý vị một cách nó dễ hiểu. Chứ thật sự ra ở trong kinh điển, ở chỗ nào cũng vậy, cũng nói rằng là thiền là nó có công năng để mà nó thiêu đốt nghịch pháp. Nói chung rất là dài, nhưng mà chúng ta cứ nhớ là nó thiêu đốt nghịch pháp thì nó mình dễ hơn, là mình dễ nhớ hơn quý vị đó. Vậy thì đối với nói về cái công dụng của thiền, ví dụ như chúng ta tu thiền định, samatha, hoặc là chúng ta tu thiền chỉ, là để làm chi? Là chúng ta tu tập thiền để làm chi? Thứ nhất là để làm chi? Để nó áp chế được phiền não. Bây giờ nếu mà chúng ta không có tu thiền thì cái phiền não của mình nó dễ phát sinh, hoặc là mình không có khống chế được cái phiền não. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nói gì nói, thờ xưa trong cái thời Ấn Độ, quý vị ở cái xứ Ấn Độ, quý vị thấy rằng những cái vị đạo sĩ hoặc là những người ta có gia đình, nhưng mà cũng có một thời gian nào đó người ta sẽ lo, người ta tu về thiền đó. Vì ngay chỗ cái thiền định hoặc là thiền chỉ là chúng ta tu tập là để chi? Là để nó có cái, mình có cái năng lực mình áp chế được phiền não, là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình làm cho thân và tâm mình được an lạc. Cái thứ hai là làm cho thân và tâm được an lạc đó. Rồi cái thứ ba, là chúng ta chứng đạt được những cái thắng trí, giống như là túc mạng minh, sinh tử minh. Cái đó là cái thứ ba đó. Túc mạng minh, sanh tử minh. Túc mạng minh, sanh tử minh. Cái thứ tư là dẫn đến cái sự an trú vào diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định có nghĩa là quý vị tu thiền định hoặc là thiền chỉ để làm chi? Để nó đạt đến những cái công năng này nè. Nó đạt đến những cái công năng này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với những cái chúng sanh mà phàm phu, những chúng sanh còn phàm có nghĩa là chưa có chứng thánh nha, còn phàm chưa có chứng thánh, nhưng mà vẫn có thiền, vẫn có thiền. Có nghĩa là thí dụ như đối với tất cả chúng ta, thí dụ như ở trong room này, mình tu tập, mình đắc được những cái định của các cái tầng thiền đi, nhưng mà mình không phải là cái bậc thánh A-na-hàm hay là cái bậc thánh A-la-hán. Vậy thì lúc đó, vậy chúng ta có cái thiền định này thì chúng ta sượt mấy công năng, quý vị? Mấy công năng mình tu khi mà mình đắc được thiền định, quý vị đắc được thiền định mà mình còn phàm, quý vị có túc mạng minh không? Có. Những người nào mà có duyên lành, có khả năng tu đắc được những cái tầng thiền định hiệp thế, có thể sẽ luyện được, đắc được túc mạng minh. Thành ra quý vị thấy rằng những cái chúng sanh, những cái vị ngoại đạo sư đó, người ta cũng có túc mạng thông. Người ta nhớ mới kiếp trước mình làm đồ tể nè, hoặc là trước đó một kiếp nữa là mình làm một cái người thanh niên mà từng giữ giới, từng bố thí đâu nè. Đó, thành ra trong cái trường hợp đó người ta đắc túc mạng minh có. Đó, vậy thì hồi nãy bốn cái công năng nữa đó, quý vị thấy rằng đối với chúng sanh mà chưa có chứng thánh, mà chỉ có chứng đắc được thiền định, tu tập vẫn đắc được túc mạng minh hoặc là
tăng tử mình. Đó, mấy người mà đắc cái này đó, quý vị biết đó, người ta mà đi coi bói là chết người luôn á, coi bói là chết người luôn á, có nghĩa là cái sự chính xác, cái sự chính xác nhiều. Còn đối với những cái bậc mà bậc thánh ở trong Phật giáo mình thì không có rồi, cái chuyện này không có rồi. Tại vì người ta tu, người ta đắc thiền, người ta an lạc quá, người ta đi an trú ở trong thiền, quý vị, chứ đi coi bói gì. Ở trong Phật giáo mình thì thật sự rất là, cũng có nhiều cái điều rất là lạ, quý vị. Thí dụ như mình mà tu tập mà thân tâm mình nó được an lạc, mình đắc được một cái chi thiền, một cái nói chung là đắc được một cái pháp gì đó, thì quý vị thấy rằng cái phước mình nó lớn lắm, cái phước mình nó lớn lắm. Phật tử lại nó cúng như mình ăn hết ăn hết nữa, lấy gì mà đi coi bói chi cho mệt. Chỉ trừ khi nào mà cái do cái ác nghiệp gì đó, do cái ác nghiệp gì đó mà mình thiếu thốn quá đó, thì có nghĩa là do ác nghiệp nó ngăn cản thôi, thành ra đời sống mình nó mới thiếu thốn, đời sống mình mới thiếu vị. Rồi vậy thì đối với cái bậc phàm nhân mà đắc được thiền, hoặc là cái bậc thánh mà hữu học mà thánh Tu Đà Quờn với thánh Tư Đà Hàm đấy, quý vị, thì bốn cái công năng mà nãy chúng tôi vừa nói thì được có ba công năng thôi, được có ba công năng thôi, là có nghĩa là áp chế được phiền não, làm cho thân tâm được an lạc, rồi có thể là chứng đắc được sanh tử minh hoặc là túc mạng minh, sanh tử minh hoặc là túc mạng minh nha quý vị. Nhưng mà trừ ra cái an trú vào diệt thọ tưởng định, trừ ra cái an trú vào diệt thọ tưởng định, tại vì diệt thọ tưởng định là bậc thánh A Na Hàm, bậc thánh A Na Hàm mới an trú được diệt thọ tưởng định. A Na Hàm với A La Hán đó, A Na Hàm với A La Hán thì mới có cái an trú diệt thọ tưởng định đó. Vậy thì quý vị thấy rằng là, vậy thì đối với bậc thánh A La Hán đó, thì bốn cái công năng mà chúng tôi vừa trình bày á, bốn cái công năng mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị đó, là mình trừ đi cái công năng nào? Alo. Được rồi, chú Vũ có anh chứ. Ngay chỗ mà bây giờ á, hồi nãy chúng tôi viết cho quý vị bốn cái công năng vừa nói ở trên rồi, phải không? Vậy thì cái vị thánh A La Hán vị thánh tứ quả đó là sử dụng mấy công năng, quý vị? Sử dụng mấy công năng? Thánh A La Hán có cần áp chế phiền não không? Không. Thánh A La Hán không có cần áp chế phiền não. Thành ra mình trừ ra cái đó. Mình trừ ra cái đó thôi. Tại vì vị thánh A La Hán đã đoạn diệt được phiền não rồi. Đó, vậy thì vị thánh A La Hán nếu mà có thiền định thì cái vị này sẽ làm cho thân tâm mình an lạc thôi. Rồi sanh tử minh, sanh túc mạng minh cũng luyện được, rồi an trú vào diệt thọ tưởng định được cũng được. Đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái này là chúng tôi do chúng tôi rảnh nên chúng tôi giải thích thêm cho quý vị thôi, chứ đối với bảy chi thiền thì mình giảng gì nó ngắn quá, có nghĩa là mai mốt mình không có cái dịp mình quay lại, mình không có dịp mình quay lại nha quý vị. Đó rồi, vậy thì đối với cái đó là chúng tôi nói về cái thiền định hoặc là thiền chỉ, thiền định hoặc là thiền chỉ. Còn chúng ta còn một loại thiền nữa là vipassana, gọi là thiền quán đó. Chúng ta có một loại thiền nữa, thiền quán là để chi quý vị? Thiền quán có nghĩa là vipassana, mình quán xét, mình xem xét đối tượng một cách đặc biệt,
mà mình xem xét đối tượng một cách đặc biệt. Một cách đặc biệt gì quý vị? Để mình thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã. Thiền quán Vipassana là mình quán xét, mình xem xét một cách đặc biệt. Mình quán xét một cách đặc biệt để mà mình thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Đó là coi như là mình tu tập gì á, thì mình tu tập về thiền quán. Rồi khi mà mình quán xét như vậy đó, thì khi mà đó, đó nó có cái lợi ích gì? Nó làm cho mình đắc được đạo quả siêu thế. Đắc được đạo, đắc được quả siêu thế, đạo quả siêu thế. Và niết bàn, và niết bàn tu tập thiền quán là như vậy á, đắc được đạo quả siêu thế và niết bàn. Đó, một vậy thì chúng ta khi là chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ là nếu mà nói thiền, nói đến thiền ở trong Phật giáo này là như thế nào, là để tập trung tâm trên cái đề mục thiêu đốt nghịch pháp. Mà nếu mà ở trong thiền định, thiền chỉ, thiêu đốt nghịch pháp là những cái truyền cái, vậy thì ở trong thiền quán á, mà gọi là thiêu đốt nghịch pháp, mình thiêu đốt cái gì? Mình thiêu đốt lại những cái gì mà mình cho là thường hằng, mình cho là lạc, mình cho là có ngã, mình cho là tịnh. Đó, thì để thiêu đốt những cái trạng thái đó. Đó, nói về thiền là chúng ta phải nhớ là như vậy. Rồi rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ở trong cái bảy chi thiền ở đây đó. Thì đầu tiên là chúng ta học về chi tâm. Đầu tiên chúng ta học về chi tâm. Tâm này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái trạng thái của tâm là như thế nào? Là hướng tâm, hướng tâm đến đề mục. Thì các vị trưởng lão ngày xưa đó, thì các vị luôn luôn lấy cái thí dụ, lấy cái thí dụ là con ong nó bay đến cái bông hoa, con ong nó bay đến cái bông hoa, thì cái trạng thái đó gọi là cái trạng thái của tâm. Có nghĩa là hướng tâm đến cảnh, hay là hướng dẫn các pháp đồng sinh, đồng sanh tìm đến đối tượng. Đó, cái đó gọi là chi tâm đấy quý vị. Thì ở trong cái đề mục khi mà chúng ta tu tập đó, trong cái đề mục mà chúng ta tu tập đó, thì quý vị thấy rằng cái tâm của mình đó, khi mà mình hướng tâm đến đề mục, có nghĩa là ví dụ như quý vị tu về đề mục hơi thở, hoặc là quý vị tu tập về cái đề mục đất nước lửa gió gì đi, xanh đỏ trắng vàng gì đi, thì mình tập trung tâm của mình, tập trung tâm của mình đến cái đề mục, đến cái đề mục đó. Vậy thì cái trạng thái mà mình tu tập đó, mà mình phát triển được cái chi tâm đó, để nó thiêu đốt cái gì quý vị? Nó thiêu đốt cái gì? Nó thiêu đốt nghịch pháp. Mà nó thiêu đốt cái gì? Nó thiêu đốt cái trạng thái hôn trầm thị miên của chúng ta. Nó sẽ thiêu đốt cái trạng thái hôn trầm thị miên. Quý vị thấy rằng, thí dụ như bây giờ quý vị tu tập, bây giờ thí dụ như giờ mình niệm Phật đi, niệm Phật mà bây giờ mình buồn ngủ quá thì sao quý vị? Buồn ngủ quá niệm lớn lên. Thí dụ như giờ mình ngồi mình niệm trong tâm vậy không, mà giờ nó buồn ngủ quá rồi thì sao? Thì chúng ta phải
đọc lớn lên chút xíu nữa. Còn thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở đi, mà bây giờ nó buồn ngủ quá, nó mệt mỏi quá, nó buồn ngủ quá, thì lúc đó là mình phải ráng mình làm sao mà cho cái hơi thở vô, hơi thở ra nó rõ lên, có nghĩa là mình phải hít, mình phải hít mạnh vô, mình thở mạnh ra. Thì bình thường á, mình tu tập á, mình không có điều khiển hơi thở, nhưng mà trong cái lúc này, là tại vì mình đang bị hôn trầm thủy miên, nó quay, nó bắt đầu mà nó chuẩn bị, nó quýnh mình gần sắp sửa gục rồi đó. Nói chung là chúng ta phải làm sao mà nó trước cái sự mà giả dụi buồn ngủ đó, dù cho quý vị tu tập một cái đề mục gì cũng vậy. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi có những lần chúng tôi ngồi ở bên cái trường thiền của ngài Bó, có những cái buổi tối giờ này mình thấy tại sao mà ai người ta ngồi thiền mắt người ta cũng nhắm tí xíu lại, nói chung là không có mở ra quá mà cũng không có nhắm lại mạnh quá. Thì lúc đó chúng tôi nhìn một cái vị sư đó, cặp mắt của cái vị đó ngó vô, ngó lên cái ngay chỗ cái đằng trước cái tấm bảng đó, có một cái chấm, một cái vòng tròn màu xanh đó. Thì chúng tôi thấy mình, nếu mà mình mới mình nhìn qua đó thì mình tưởng cái vị đó đang trừng mắt ngó cái gì, nhưng mà lúc đó chúng ta nhìn kỹ lại là cái vị đó không phải là trừng mắt, nhưng mà cái vị đó tập trung cái cặp mắt của mình đến cái chấm xanh đó, cái đề mục đó. Thì quý vị biết rằng đối với chúng tôi, chúng tôi ưa hỏi, thành ra đợi đến khi cái vị đó mà xả thiền, có nghĩa là không có còn ngồi hành thiền nữa, cái vị đó đi xuống uống nước, thì chúng tôi mới nhờ cái người thông dịch đó, hỏi giùm hồi nãy sao thấy ai cũng ngồi hành thiền mà con mắt thì cũng như là chỉ nhắm lại vừa thôi, mà thấy đại đức, cặp mắt của đại đức mở rất là lớn. Thì cái vị đó mới kể cho chúng tôi nghe là lúc đó là cái vị đó đang buồn ngủ, sleepy. Chúng tôi nhớ cái câu đó, cái vị đó biết nói tiếng Anh, tại vì cái người mà chúng tôi hỏi thì người ta cũng hỏi bằng tiếng Anh. Thành ra đó là chúng tôi muốn biết rằng là cái vị đó lúc đó đang bị hôn trầm, đang bị buồn ngủ, thành ra cái vị đó không có dám nhắm mắt lại, mà cái vị đó đã tập trung cái sự thấy của mình lên ở trên cái đề mục đó để mà xua đuổi cái cơn buồn ngủ. Thành ra đó là khi mà chúng ta tu tập á, thì quý vị thấy rằng đối với cái chi tầm này, khi mà chúng ta buồn ngủ mà chúng ta phát triển được, thì lúc đó là coi như là nhờ như vậy mà chúng ta mới thiêu đốt được cái nghịch pháp, là có nghĩa là hôn trầm thủy miên, chi tầm mà mình phát triển được. Còn mà nếu mà mình lúc đó mình không có phát triển được cái sự mà hướng tâm này đến cái đề mục của mình á, thì lúc đó là coi như là ngủ luôn, coi như là mình buồn ngủ luôn quý vị đó. Thành ra đối với cái chi tầm này, khi mà sanh ở trong tâm thiện, chi tầm khi mà sanh ở trong tâm thiện á, thì là coi như là thiêu đốt những cái nghịch pháp, thiêu đốt những cái nghịch pháp. Vậy thì quý vị có cái chi tầm này có sanh trong tâm bất thiện không quý vị? Chi tầm này có sanh trong tâm bất thiện không? Có không? Có. Sanh ở trong bao nhiêu tâm bất thiện? Chi tầm này sanh ở trong bao nhiêu tâm bất thiện?
Thiện 12, đúng rồi. 12 A 10. 12 A 10. 12 à, 12. Vậy thì á, khi mà cái chi tầm này á, mà nó sanh ở trong tâm bất thiện á, là nó cũng làm gì quý vị? Nó cũng hướng tâm, nó cũng hướng tâm đến cảnh, nó cũng hướng tâm đến cảnh luôn. Bây giờ quý vị phải, quý vị khi mà mình sanh khởi tâm tham, tâm sân, tâm si gì cũng vậy, là mình cũng phải hướng tâm, mình cũng phải có cái sự hướng tâm đến đến cái cảnh, là cái đối tượng đó. Đó, thành ra đó nó vẫn có mặt ở trong cái tâm bất thiện, vẫn có mặt ở trong tâm bất thiện đó. Thành ra đối với cái chi tâm, khi mà có mặt ở những cái tâm thiện thì là coi như là thiêu đốt những cái nghịch pháp. Còn khi mà nó có mặt ở trong những cái tâm bất thiện á, thì coi như là nó thiêu đốt những cái trạng thái, là những cái trạng thái mà nó tích cực, là nó tích cực với cái cảnh đó, là nó cũng thiêu đốt đó. Mà ở trong cái trường hợp này á, chúng ta nên nhớ rằng là ở trong tâm tâm bất thiện á, ví dụ như là tâm tham đi, tâm tham có trường hợp là vô trợ và hữu trợ, phải không quý vị? Có trường hợp vô trợ và hữu trợ, phải không? Đó, vậy thì cái tâm tham mà hữu trợ á, là nó được trợ giúp bởi cái gì quý vị? Bởi hôn trầm thị miên, bởi hôn trầm thị miên. Vậy thì chúng tôi nói về cái điều này á, nó có liên quan không? Có liên quan với nhau không quý vị? Có liên quan, có liên quan, sao không có? Đó, có nghĩa là lúc đó nó chi tầm này nó chịu không nổi, nó chịu không nổi với hôn trầm thị miên. Có những lúc mà chúng ta tham ngủ á, có những lúc chúng ta tham ngủ á quý vị, tầm tứ tầm này nó phát triển không nổi. Thành ra lúc đó coi như là tầm này chịu không nổi với hôn thị, hôn trầm và thị miên. Hoặc là sân cũng vậy, tâm của chúng ta mà sân, mà lúc đó có cái sự trợ giúp của hôn trầm thị miên á, chúng ta chịu cái chi tầm này chịu cũng không nổi, lúc này nó không phát triển được, nó không phát triển được. Thành ra lúc đó chúng ta không có gọi là chi tầm, có nghĩa là nó bị lấn áp quá rồi, bị lấn áp quá rồi đó. Vậy thì đối với chi tầm á, thì rồi, vậy thì đối với tầm này, sở hữu tầm này, nó cũng sanh ở trong tâm bất thiện và sanh ở trong tâm thiện. Còn những cái tâm vô ký, những cái tâm di tác thì mình khỏi nói rồi, thì lúc đó nó không có mang cái trạng thái của thiện bất thiện, mà nó là di tác, nó là di tác nha. Rồi chúng ta bước qua cái thứ hai. Cái thứ hai á, có nghĩa là cái chi tứ. Thứ hai là chi tứ. Chi tứ vichara, vichara. Hồi nãy á, tầm á, là giống như con ong. Giống như con ong là bay đến cái bông hoa. Rồi bây giờ chi tứ á, là giống như con ong mà nó rà sát ở trên cái bông đó. Nó rà sát ở trên cái bông đó, có nghĩa là nó bay, nó cọ sát, hoặc là có một vị trưởng lão giải thích còn kỹ hơn. Đối với chi tứ là giống như là một cái bát mà nó dơ, mà mình lấy tay mình lau nó sạch cái vết dơ đó rồi đó. Vậy thì cái chi tứ là cái trạng thái như vậy đó, trạng thái như vậy. Rồi nếu mà nói về mà cái trạng thái như vậy đó, thì
Quý vị có nhớ là mình suy nghĩ coi cái chi tứ này á, nó sẽ thiêu đốt được cái truyền cái nào quý vị? À, chi tứ này nó sẽ thiêu đốt được cái truyền cái nào? Dạ, yeah, đúng rồi. Có nghĩa là lúc đó mình đã nhận được cái trạng thái đó rồi. Do mình phát triển được mình phát triển được cái chi tứ này thành cái chi thiền. Cái sở hữu tứ này bình thường nó sanh ở trong tâm của mình thôi. Ví dụ như sanh ở trong một cái tâm tham, hoặc là sanh ở trong một cái tâm thiện. À, nhưng mà khi mà nó sanh ở trong tâm thiền, sanh ở trong tâm thiền thì nó sẽ thiêu đốt được, cái truyền cái hoài nghi trong khi ấy. Là tại sao? Tại vì bây giờ mình thấy rõ, mình thấy rõ được những cái ấn tướng rồi, chuẩn bị là coi như là đắc định rồi. Đó, thành ra làm sao mà mình có hoài nghi ở trong khi ấy được. Đó, thành ra đối với cái chi tứ này nó cũng rất là quan trọng. Đó, nếu mà chi tứ này ở trong nhờ yeah. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Đó, vậy thì cái chi tứ khi mà nó ở trong những cái tâm thiền, khi mà nó sanh ở trong những cái tâm thiền á, thì lúc đó chi tứ này nó có một cái trạng thái, nó có một cái công năng để mà nó dẹp trừ được cái thái độ hoài nghi, cái thái độ hoài nghi. Còn nếu mà nó sanh ở trong tâm bất thiện, nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ sao quý vị? Chi tứ này khi mà sở hữu tứ này đó, nó sanh ở trong tâm bất thiện á, thì nó sẽ giúp cái tâm đó nó dẹp trừ được cái thái độ mà tiêu cực với cảnh. Đó, có nghĩa là bây giờ đó, mình mà tâm tham, nếu mà mình lúc đó mình tham về một cái gì đó, nếu mà mình tham mà mình thọ hỷ, thì nó sẽ giúp cho mình, cái tâm mình là coi như là càng dính mắc chặt vô trong đó, dính mắc chặt vô trong đó. Đó, thì tại vì tâm tham thọ hỷ mà, tâm tham thọ hỷ mà quý vị. Đó, tại vì nó bây giờ lúc này nó dính mắc với cái, nó nhập vô với cái cảnh nó quá rồi, cái trạng thái nó quá rồi, thành ra nó sẽ có hỷ tham, nó hỷ tham ở trong đó, nó có hỷ tham trong đó, thành ra lúc này nó dính chặt vô đối với tâm tham. Còn nếu mà tâm tham thọ xả thì nó sẽ dẹp trừ được cái trạng thái của hỷ, cái trạng thái của hỷ. Vì có nghĩa là ví dụ như bây giờ chúng ta trong những cái ngày này, dù cho chúng ta có được nghỉ làm, chúng ta ở nhà, chúng ta nấu cái món ăn này món ăn kia chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta ăn trong cái trạng thái có thể là cái trạng thái thọ xả, quý vị. Tại vì mình biết rằng, tại vì trong cái tâm tư của mình nó bị chi phối cái gì, ngày mai này thì sẽ ra sao, ngày mai này cái cuộc đời nó sẽ ra sao, đồ này kia, thành ra chúng ta rất là khó, dù cho chúng ta đang ngồi chúng ta thưởng thức những cái món ăn, mà nếu mà những người mà người ta có tâm trạng thì người ta cũng khó mà phát sanh được thọ hỷ ở trong những cái ngày này. Đó, bây giờ quý vị kiểm tra lại coi, trong mấy ngày vừa rồi đó, quý vị ăn rồi quý vị ngủ đi, thì nó cũng bằng tâm tham không quý vị? Do tâm tham nó điều xử, phải không? Mình học cái này là quy diệu pháp á, đề cập đến cái gì? Đề cập đến những cái gì ở trong thân và tâm này, và xung quanh thân và tâm này. Thì bây giờ mình quán xét lại đi. Giờ quý vị quán xét lại đi. Những ngày qua,
mình ăn, mình ngủ, vân vân, thì cho là tâm tham nó điều động đi. Nhưng mà tâm tham đó, nó thuộc về mà thọ xả hay là thuộc về thọ hỷ? Nó thuộc về thọ xả hay thọ hỷ, quý vị? Dạ, đó rất là khó được thọ hỷ. Thật sự ra, nếu mà theo chúng tôi nhìn cái mẫu số chung á, là mình rất là khó trong những ngày này mà mình được thọ hỷ. Tại sao vậy? Mình có cái sự lo lắng nhiều. Quý vị, trong những ngày này thật sự ra chỉ trừ khi nào mà những người nào mà người ta vô tâm quá, hoặc là những người nào mà người ta còn trẻ quá, còn nhỏ quá, thì người ta mới không có những cái tư tưởng đó thôi. Chứ thật sự ra những cái ngày này á, nếu mà nói mình ăn một cái bữa ăn, hoặc là nói chung là mình sinh hoạt đời sống thường ở trong nhà mình, thì rất là khó mà sanh được cái tâm tham mà thọ hỷ. Tại vì sao? Tại vì mình có cái sự lo lắng về cái chiều dài, lo lắng một cái khoảng thời gian nữa không biết sẽ như thế nào. Thành ra nếu mà mình có tham á, thì nó cũng thuộc về tham thọ xả. Thì đối với cái sở hữu tướng này nè, mà nó sanh ở trong cái tâm bất thiện á, thì nếu mà nó sanh ở trong tham mà thọ hỷ, thì nó sẽ loại trừ những cái trạng thái của thọ xả. Mà hãy mà nó sanh ở trong tâm tham mà thọ xả đó, thì nó loại trừ cái trạng thái mà thọ hỷ. Có nghĩa là mình kháng khích với cảnh đó. Thành ra bởi vậy á, chúng ta thấy rằng là chúng ta học cái bài này á, là cái gọi là cái bài gì? Tạp lỗi, gọi là tạp lỗi yếu hiệp. Tạp lỗi yếu hiệp có nghĩa là ở trong đây á, là coi như là những cái sở hữu hoặc là những cái chi pháp này á, có lúc á, thì nó sanh ở trong tâm thiện, có lúc á, thì nó sanh ở trong tâm bất thiện. Thành ra đó, chúng ta mới học cái bài này gọi là tạp lỗi yếu hiệp. Chúng ta mới học cái bài này, chúng ta gọi là tạp lỗi yếu hiệp là như vậy đó. Cũng là anh chàng này, nhưng mà ảnh thì có lúc thì ảnh đi với người đàng hoàng, có lúc ảnh đi với cái người lộn xộn, ảnh ở trong chỗ nào cũng có cái mặt của ảnh hết á. Đó, thành ra mình mới gọi là tạp lỗi yếu hiệp đó. Vậy thì đối với cái chi pháp của chi tứ này á, cũng là tâm sở tứ. Hồi nãy chi pháp của chi tâm thì là tâm sở tâm. Rồi hôm nay thì cái bài học này nó hơi khô, thành ra quý vị cũng thông cảm. Thôi bây giờ bây giờ chúng ta học đến hai chi này thôi nha quý vị. Tại chúng tôi giảng mấy cái này cũng mệt, giảng mấy cái này nó cũng khô cổ, cũng phải ráng vận dụng cái công lực của mình lên chứ nó khô quá. Vận dụng cái công lực của mình lên á, để mà mình giảng nó mới được quý vị. Chứ nhắc tới mấy cái chi thiền này, coi như là nó vô sâu, vô tới ngũ thiền luôn. Rồi thôi, để dành từng sau là chúng ta học nữa. Và bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này với cái phần phước, dù sao cũng là cái phước để mà thuyết giảng Phật pháp, nên chúng con xin thành tâm dâng những chư tôn tăng, và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Những ngày quý vị được an vui thắng hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị
chư thiên ngự xung quanh nơi nhà, nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị Long Vương, càng các bà ngạo quỷ Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh bước mặt bước mày chư thiên Chúa Nhân Dương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân Bích Linh Sư. Tất cả phương hằng con đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hoa của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.